Phật. Kính thưa chư vị, hôm nay có một trường hợp khai thị và mấy câu hỏi rất hay. Một pháp hộ niệm này đang dâng tận tay chư vị cơ duyên thành đạo. Nhưng mà cũng pháp hộ niệm này đã từng hộ niệm có nhiều người mất phần vãng sanh. Như vậy được vãng sanh hay mất vãng sanh ngay ở tại trong tâm của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta trân quý pháp hộ niệm này thì một lời nói của những người hộ niệm, từng câu niệm Phật của ban hộ niệm trở nên một cái vốn vô cùng quý giá, giúp cho chư vị vượt qua trùng trùng nghiệp chướng trở về Tây Phương thành đạo. Cũng là pháp hộ niệm này, nếu mình khinh thường thì từng lời nói, từng câu niệm Phật trôi qua tai cũng như nước đổ lá mô, chúng ta vẫn còn dính mãi ở đây, còn đường về Tây Phương thì được bị trượt mất. Trượt mất hay được vãng sanh đều do chính tâm thành tâm kính của mỗi người chúng ta. Mong chư vị lấy chữ thành kính mà niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật.